Đây là một chiếc xe Terraco và anh chủ xe nói rằng chiếc xe đang chạy rất là yếu, và hôm trước thì có mang bảo dưỡng ở một bên khác nhưng về vẫn không khắc phục được cái tình trạng chạy yếu. Và anh chủ xe có chụp cho mình các cái hạng mục bảo dưỡng của cái bên gara khác nha các bạn. Và đây là các cái công đoạn mà người ta xử lý cái tình trạng xe yếu, đó là tháo ráp, vệ sinh EGR, vệ sinh và tái tạo bộ lọc khí thải. Mà mình cũng không biết cái vệ sinh tái tạo bộ lọc khí thải là cái gì. Nhưng đây là tình trạng khi xe vào gara của bên mình, rất là khói. Đó. Và đây là một chiếc Terraco 240 sử dụng động cơ Isuzu liên doanh nha các bạn. Mẫu xe này là mẫu xe có một cái cẩu ở phía trên để cẩu hàng. Đó, các bạn có thể quan sát xe ha. Và cái chiếc xe này mới chạy có 76.791 cây. Còn rất là mới nha. Và xe đang có tình trạng báo lỗi động cơ nữa nha. Và bây giờ bên mình sẽ tiến hành kiểm tra động cơ và xem động cơ có gặp cái vấn đề gì không. Sau đó bên mình sẽ tiến hành các cái bước để sửa chữa cho cái chiếc xe này. Các bạn thấy là động cơ còn rất là êm nha. Chỉ có điều là xe báo lỗi động cơ và chạy rất là yếu. Thì khi mà bên mình kiểm tra báo lỗi động cơ thì xe nó đang báo cái bộ lọc khí thải nó có vấn đề. Do đó bên mình sẽ tiến hành lại làm lại các cái khâu như cái gara trước làm thôi. Nhưng mà bên mình sẽ chắc ăn hơn là bên mình sẽ tháo lại toàn bộ để kiểm tra, chứ không có chuyện là người ta đã làm rồi bên mình cứ thế bỏ qua đâu. Bởi vì những cái chiếc xe này nó rất là mới nên là nó các cái vấn đề loan quanh cái hệ thống EGR với cái bầu lọc khí thải nó thôi à. Chứ với lại hồi nãy khi mà bên mình kiểm tra lỗi thì các bạn thấy rằng là nó đang báo lỗi là bầu lọc khí thải. Do đó nên là bên mình sẽ kiểm tra toàn bộ cái hệ thống bao gồm EGR và bộ lọc khí thải, bên mình sẽ cho vệ sinh lại. Mặc dù biết bên kia vệ sinh rồi nhưng bên mình vẫn sẽ vệ sinh lại xem tình hình nó thế nào. Đó, đây chính là bên mình đang tháo cái két làm mát EGR của chiếc xe này. Đó, các bạn có thể thấy chỉ Isuzu không? Đây là cái động cơ Isuzu liên doanh, còn Isuzu tàu ấy. Và cái tình trạng chiếc xe này xài nước làm mát thì cũng rất là tệ nha các bạn. Với cái tình trạng nước làm mát mà như thế này thì cái động cơ này không sớm thì muộn nó cũng thủng nhiều chỗ lắm. Đó, đây là cái két làm mát đây các bạn. Đấy. Thực ra thì khi mà bên mình nhìn vào bên trong thì nó cũng rất là dơ rồi, không biết là người ta vệ sinh cái kiểu gì nữa. Đây các bạn nhìn đây. Đó, nó vẫn còn rất là dơ ha. Nó không có sạch lắm. Nó vẫn bị bám muội than rất là nhiều trong cái ống két làm mát này. Do đó là bên mình sẽ tiến hành vệ sinh lại nha. Còn bây giờ bên mình sẽ tháo cái bộ lọc khí thải ra để bên mình kiểm tra xem là nó có sạch không, chứ nó đang báo lỗi mà phải kiểm tra, mở ra để kiểm tra. Đấy, các bạn thấy bên mình đang cho anh em tháo cái bô ra. Thì cái bô xe này nó cũng tương đối là đơn giản thôi. Cái dòng này thì nó có cái cảm biến báo cái chênh lệch áp suất khí xả, nên là khi mà cái bô này nó có vấn đề bị nghẹt hay bị vấn đề gì đó nó sẽ báo lỗi động cơ nha. Và các bạn nhìn bên trong này, cái bô nó dơ như không à, không biết là người ta có tiến hành vệ sinh hay không mình không biết, nhưng mà nó vẫn dơ như bình thường. Đó, và đây là cái két làm mát EGR sau khi bên mình vệ sinh này, các bạn nhìn là nó rất là sạch đấy không. Đây chính là cái công đoạn rất là quan trọng ha. Đó, các bạn thấy nó sạch không, nó khác hẳn lúc mà tháo ra ha. Đó, các bạn thấy rằng là có nghĩa cái chất lượng anh em làm ở ngoài vẫn một cái vẫn là một cái dấu hỏi ha, vẫn là một cái dấu hỏi. Đó, và sau đó thì bên mình sẽ tiến hành gắn cái két làm mát EGR này vô. Anh em nào mà tự làm ở nhà anh em nên để ý nha, cái két làm mát EGR này anh em cần phải bôi keo vào các cái ống nước của nó để mà khi mà nó có giò rỉ, nó tránh cái tình trạng giò rỉ. Đấy, anh em thấy mình chét keo vô không? Đó. Để nó không bị giò rỉ nước nha. Còn cái bô thì bên mình sẽ tiến hành vệ sinh lại ha. Các bạn thấy là bên mình sẽ dùng cái dung dịch D30 pha với nước sôi và mình sẽ ngâm. Đổ vào trong ruột của bầu lọc mình ngâm nó nha các bạn. Đó.
mình sẽ ngâm nó trong vòng 1 giờ đồng hồ. Sau đó bên mình sẽ tiến hành mình rửa lại. Để các bạn thấy là cái bầu lọc khí thải sau khi rửa lại này, các bạn thấy không, nó sạch như thế này này. À, các bạn có thể quan sát kỹ không, toàn bộ những cái mùi than là nó rơi ra ngoài hết nha. Đó, nó phải sạch như vậy mới được này các bạn, nó phải sạch như vậy mới đạt. Đó, sau đó bên mình gắn lên lại thôi, gắn lên lại. Và cái này cũng các bạn cũng không cần phải sấy khô hay gì đâu, các bạn cứ gắn lên là sau đó các bạn nổ máy lên là các bạn đạp tua máy. À, lớn lên thì nó sẽ đẩy hết nước ra ngoài. Và khi mà bên mình gắn lên á, thì bên mình thấy rằng là cái bên 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 gara trước á, là người ta để lộn cái ống ha, để lộn cái ống mà bắt vào trong cảm biến á. À, nó sẽ có hai cái chiều, một chiều lên và một chiều xuống. À, nó có hai cái ống lận, một ống ở phía trên một ống xuống. Nếu mà mình bắt lộn ống á thì nó sẽ làm sai số đi cái cảm biến. À, sai số nên cảm biến, nên là chắc chắn là nó luôn luôn báo lỗi. Thì sau khi mà bên mình gắn trở lại, mình gắn đúng hết lại thì nó hết báo lỗi thôi, nó đơn giản lắm. Nó chẳng có gì cả. Đó, bên mình sẽ tiến hành test lỗi động cơ lần cuối cùng ha. Thì khi mà bên mình gắn đúng lại thì nó hết báo lỗi thôi. Và xe nó sẽ chạy khỏe lại, chắc chắn luôn là cái xe nó chạy lại bình thường. Đó, tại vì xe này còn rất là mới. Đó, chuyển qua là do anh chủ xe anh không có chăm xe kỹ nên là nó bị tắc cái bầu lọc khí thải, cho nên xe chạy rất là yếu. Đây là kết quả sau khi mà bên mình liên hệ là anh chủ xe. Đó, và cái chiếc xe đã chạy lại bình thường nha nha anh em. Và như vậy thì cái chiếc xe này đã được hoàn sửa chữa hoàn chỉnh và chạy ok rồi nha mọi người. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong cái video tiếp theo của kênh ô tô tại Đồng Nai.